rồi rồi. Ờ. Anh đang làm cho cái cục đất nữa. Cục đất nữa kìa. Anh đang sửa cái gạo á. Đang nghỉ trưa rồi xem lại cái bê tông. Xin chào tất cả mọi người và rất vui được gặp lại mọi người trong kênh YouTube Long Miền Tây của mình nha. Và hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng với mình xem các anh xe cuốc nè, rồi xe cuốc mẫu vịt, các anh sửa chữa cái ti gầu của cái xe cuốc mẫu vịt nha các bạn. Thì cái ti gầu này các anh sáng giờ làm thì bình thường, nhưng mà tới bây giờ khi các anh dừng nghỉ trưa thì các anh mới phát hiện ra là nó bị chảy nhớt các bạn ơi, ngay cái ti luôn, xì nhớt, nó xì nhớt ở chỗ này rất là nhiều luôn đó các bạn xem đó. Giờ các anh đang xem xét của nó là nó bị chỉ dầu ở chỗ nào để mấy anh tháo ra rồi bắt đầu sửa chữa cho nó chính xác ở chỗ đó ha. Rồi bây giờ xin mời các bạn sẽ xem diễn biến cái của này cái múc nhanh với gọn sang dây sửa ha. Cái sang dây này nha các bạn. Lâu hơn. Đây khó sang dây hả? Ờ. Cứ ngắt vậy nè. Giờ còn tụt dính trong gạo nữa. Trời ơi. Đây, cái gạo mổ dịch. Anh quay gần các bạn xem. Các bạn cái ảnh đang nghỉ trưa tại vì cái bê tông này nó đang bị chảy nhớt. Anh đi làm cái này là anh làm cả một hệ thống luôn, rất là nhiều luôn. Anh quay gần các bạn xem nha, đó cái chiếc đó nằm ở dưới một chiếc chèn rất là to luôn, S280. Cái nguyên lý hoạt động của máy này cũng đơn giản như là cái chiếc sáng gạp đó các bạn. Các bạn nghe tiếng máy nha, nghe tiếng máy mà ảnh đề máy nha. Tính 25 chủ giờ nằm chờ mẹ em 23 mai. Ê, được rồi, ở đây có bán gì nào? Có Hồng Tăng á. Cái này chạy xuống ấy mua có. Xuống lên Hồng Đắc cần gì Tăng. Hồng Đắc nó bán cho lớn quá rồi, Hồng Tăng mà điện lên. Cái cổng xin này đâu có quan trọng đâu. Cổng xin là mày gỡ rào đem lên trận đo. Cổng xin này xin ngoài mà, thấy tao sáu quán nè. Lấy cái can lên tèo ơi. Một cái can nè, thì mà đầy máy. À, rồi cái này lý Vinh Hồng lên. Rồi bây giờ thì các bạn xem anh đang tháo cái ti gầu ra nha. Anh đang lấy cái ống vít để mình dặn cái con ốc ốc kim ra để anh lấy cái ti gầu ra để cho chút nữa cái gầu về ra nhất. Anh đang mở gà để kiểm tra anh sửa lại nè. Tháo cái ti ra đó các bạn. Ê, ông có trừ tiền nó lại không kìa. Ui, ông có trừ tiền nó lại không? Nó đội tiền lắm. Rồi thì bây giờ tài xế sẽ điều khiển cái sáng cặp mẫu vịt này qua bên đây để chống chảy để sạch sẽ để anh tháo cái ti ra các bạn. Anh đang làm cho cái cục đất nó gớt ra. Anh đang sửa cái gạo á, sửa cái gạo và mối dịch này. Hãy cho cục đất ra để anh gõ cái kia ra. Ê. Quá chạy nhớt. Cần ga đó. Đập xuống rồi đó. Rồi, ga. Rồi, anh chỉnh cái gà qua bên đây. Anh sửa. Chỉnh mét từ dưới
Thôi bác nhìn nè. Dám cái đầu vô. Mình dám cái đầu khủng long nè. À, anh đang đưa qua đây để sao để thuận việc sửa. Rồi. Rồi, mình có tất cả mọi người xem quá trình chỉnh lại cái gầu nhớt của mấy anh sáng cạp nè. Đấy gì họ nghiêng đó. Đá có bào không? Mở đây không mở chạy. Mở chạy cái đó là nhớt dữ lắm hết. Rồi bây giờ mấy anh em sẽ dùng búa ha, dùng búa với dùng cái cây để đập đó, đập ra. Đục lên. Đục đứng mà đực á, đừng nghiêng. Ờ đứng đục như xé chứ ờ xé. Nó ra tuôn đó. Tuôn ở đất. Đây là anh đi thật nha, anh mới xuống anh phát hiện cây tiền chạy nhất. Anh này là anh lính kỹ thuật. Hai anh này mới Sài Gòn về đó. Anh để số điện thoại luôn đi, trên đây có ai yêu cầu gì đó người ta biết luôn. Cho số luôn rồi đăng lên luôn. Không, này ra nhớ chú lắm rồi. Mở là nhớ nó tuôn ra luôn. Rồi bây giờ sử dụng búa để đập ra cái búa quá trời to rồi. Cái búa bự quá trời bự luôn. Để mấy anh đập ra ha. Cho bạn xem nè. Nó bên trong nó thì nó có mấy cái giòn đó mà nó giữ cho nó lại cho nó đừng có bị chảy nhớt. Bây giờ sẽ kiểm tra xem mấy cái giòn đó nó có bị chảy xước chỗ nào không ha, bị lõm chỗ nào không mà nhớt nó chảy ra chỗ này nè. Cái này phải đơn giản ha, đóng quá trời đóng luôn mà nãy giờ chưa mở ra được luôn á. Nhớt nằm thuốc trong á, nhớt nằm thuốc trong rồi mà thấy xả tay rồi rút ra ngược ra luôn, nguyên đi ra luôn, giờ phải rút ra luôn, 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 rút chứ lấy cái thào luôn đi, cái thào đứng luôn. Rồi anh đang chỉnh cái phà qua cho nó ngay lại. Mời xem cận cảnh luôn nha. Đó. Anh đang chỉnh cái này lại. Anh kéo phà vô. Đó, kỹ thuật ha, kỹ thuật. Đấy, lui xe lại đẩy vô cái đầu phà nó lên. Ngon. Đây mọi người xem mà. Anh về cái đầu cho cái chẹt nó vô ha, nó không có bị đánh qua lại cái đầu chẹt nó ra ngoài sông. Mọi người xem chi tiết của cái chiếc sáng cạp.
mỏ vịt đơn giản, nhìn rồi mấy ảnh dặn ra lấy thùng để đựng nhớt lại, để dừng cho chảy ra ngoài. Rồi bây giờ các bạn thấy nha, cái anh lấy cái can để hướng dầu đó, tại vì mấy cái dây dầu này nó khi mà tháo ra để cho nó đừng có chảy xuống dưới cái tuy dưới kia, thì các anh phải tháo chỗ này ra, tháo ra để cho dầu còn dư đó, nó chảy hết cái can luôn. Nói chung chút nó mở cái tuy ra dầu cũng chảy xuống nhiều lắm các bạn, chứ không ít đâu. Đó, mở hết hai ống dầu hai bên luôn, tháo ra. Mở cái ống dẫn nhớt ra hết để các bạn nhớ like cũng như share và đăng ký kênh Long Miền Tây để xem những video về miền Tây, sông nước, ghe tàu ha, tất cả mọi cái sinh hoạt của con người miền Tây nha các bạn. Đâu biết. Bố nặng quá nè. Đó, ngã trời ơi, đi mua xin đi. Không được, đem này đi đâu không được, ở đây nó không có biết đâu. Hứng nhất kìa, hứng nhất kìa. Rồi bây giờ thì canh đã tháo được, tháo ra các bạn phát hiện ra là cái mấy cái giòn này nó bị mớp các bạn, nó bị mớp ha. Đây chỗ này nè, nó thì đựng xin này. Nó bị mớp rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì thay mấy cái giòn này lại gắn lại là sẽ xong rồi các bạn sẽ nhớ. Bây giờ sao bây giờ mua cái khác lại gắn vô hả? Rồi phải tháo ra hết các bạn, tháo ra rồi xong rồi mua gắn lại vậy thôi. Đó, các bạn thấy đơn giản cái thật sự là nguyên một quả cả một bữa trưa là nghỉ trưa đó. Mấy anh em nghỉ trưa mà phải bỏ cái buổi nghỉ trưa để sửa cái tuy gồng cái này lại rất là công phu luôn. Giờ thay nguyên bộ luôn. Lọt giống luôn. Ông cà lù mẹ luôn đi. Ui. Dựng lên cả. Những cái nào á, dựng lên cho gọn khô.
Nè, vậy tất cả mọi người xem lại toàn cảnh chiếc sáng cạp mỏ vịt ha. Mấy ảnh đang sửa lại cái gào ở phía trước, cái bê tông ở phía trước ha. Thì cái ảnh cảnh lấy ra xong cái ảnh thay mấy cái gòn nó lại hết. Gắn vô rồi chút nữa lại tiếp tục làm việc nè. Các bạn nhớ like, share cũng như đăng ký kênh Lâm Miền Tây của mình nhé. Ôi. Nhớ này, nhớ đi. Nhớ kìa. Quá nhiều. Còn một đống. Rồi, để đi, không có nói đâu. Không có đề máy thì bích hai đầu lại nha. Hai đống gì nữa. Đổ phà rồi. Hai đầu lại.